máy Sakura 178. Máy Sakura 178 là công suất 6 ngựa này. À, cái 178 của nó đây này, đây này, số 178 này. Đó. 178. 178 này gửi đi cho anh Bình này. Anh Bình ở thôn 5 Đắc Hà, Đắc Long, Đắc Nông. Đó. Máy này thì mình sẽ cho thêm dầu động cơ nhé. Này mình sẽ cho thêm 2 lít dầu động cơ về, anh thay được 2 lần này. Anh để ý giúp em làm tầm 30 tiếng đến 40 tiếng thì mình thay dầu động cơ giúp em cái. Và cái thứ hai nữa là anh làm tầm 10-15 ngày thì anh bỏ cái lọc gió này ra anh vệ sinh nhá. Cái lọc gió này trong nó có cái đệm mút này. Mình phải móc tay lên trên, nó có cái đệm mút ở trên này nhá. Bỏ ra mình vệ sinh hết đi nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn thay dầu này. Thay dầu thì nó có, đây là chỗ xả này. Bên kia nó có một chỗ xả nhá, xả bên nào cũng được, cái ốc này. Và đây là chỗ đổ này, đó. Đây, đây là chỗ xả này, nó đây hai bên đều có chỗ xả nhá. Vặn con ốc này ra, rồi vặn tiếp theo mình xả hết ra đi. Rồi tiếp theo là vặn con ốc 10 ra rồi rút cái lọc nhớt ra. Cái bước lọc rút lọc nhớt ra rất quan trọng, để bỏ lọc nhớt ra vệ sinh rửa dầu đi nhá. Rồi tiếp theo là đậy lại hết, đậy kín lại, đậy lại. Và đổ dầu ở đây, nó là 0,9 lít nhá. 0,9 lít. Đó. Và làm tầm 40 tiếng tiếp theo là mình thay một lần nữa, tức là thay hai lần bảo dưỡng nhé, để cho nó hết cái mặt sắt trong máy đi. Nếu mà mọi người cẩn thận hơn ấy, thì mọi người có thể đổ cái dầu diesel này vào đây để tráng đi, tráng cho nó sạch đi, rồi xả hết ra. Rồi xả ra thì cái dầu diesel này nó loãng thì nó sẽ chảy, nó sẽ chảy hết ra được cái mặt sắt ra cho mình nhé. Và cái tiếp theo là cái dầu hộp số. Đây là cái lỗ thông hơi này. Cái lỗ thông hơi này khi làm nó giấm dầu, dầu nó có lỗ thông hơi kìa. Đó. Nó giấm dầu ra đây thì không sao mọi người nhá. Máy mới bên mình sẽ đổ thừa lên một chút để cho nó bôi trơn và nó vung lên cái côn cho nó mềm. Và máy này thì nó có hai số này, hai số tiến một số lùi. Đây là số tiến này, số 1 này. Cái cần này gạt về đây là số 1, cần này gạt lên đây là số 2. Còn ở giữa là số 0 này. Đây, cái cần như này là số 0 này. Đó. Đây có 5 sản xuất này, thông số này, 5 sản xuất rồi là trọng các thông số của máy này. Và đây là cái hộp đồ của nó nhá, đồ đạc các thứ mình để đây. Đây là cái cần số này. Đẩy lên đằng trước này là số 1 này, kéo hết đằng sau là số 2 này. Còn đây là cái tay ga. Tay ga này được tay ga này khi mình giảm ga là nó chết máy nhá. Cứ giảm ga là nó chết máy. Đó là không bơm dầu nữa là nó chết máy. Kéo ga lên là nó. Còn đây là cái tay số lùi. Cái tay số lùi này được sử dụng khi được cái cần số này ở số 0 này. Tay số lùi được sử dụng khi cần số ở số 0 và bóp tay số lùi lại. Giữ chặt tay số lùi nhé và bóp côn cái là nó lùi. Bóp côn xuống là nó lùi. Và mọi người lưu ý là khi bóp côn như thế này ấy, thì không được sang số, và khi mình nhả côn ra như này thì mới được sang số nhé. Đó, và hai tay này là hai tay chuyển hướng này. Đấy, hai tay này là hai tay chuyển hướng. Bóp vào là nó quay đầu hoặc chuyển hướng cho mình. Rồi giờ mình sẽ nổ máy để khởi động để test máy, kiểm tra máy trước khi gửi đi nhé. Đầu bước đầu tiên là phải ga lên này. Bước đầu tiên là phải ga lên nhé. Và bước thứ hai này, nếu mà sáng ra thì mọi người dí cái át này xuống giữ lại này, giật giúp mình vài cái để nó bơm dầu lên. Đấy, khi nào thấy kim phun trên này này, trên đỉnh máy nó kêu két 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 kẹt kẹt này, két két là dầu đã lên đấy rồi. Đó. Và bước giật nổ này, bước giật nổ chuẩn của nó này là phải kéo cái dây này nó căng ra này, không nhả lại này. Hãy đóng át. Kéo dây căng ra nó nặng cái là mình hãy đóng át xuống thì nó đúng tầm nổ này, xong mình giật đứng hơi check về sau một chút nhá. Đây chân này mình cho lên này, đứng hơi check ra sau một chút. Thì khi mình giật thì nó sẽ dây nó sẽ dài dây ra thì nó đủ vòng tua nó sẽ nổ, không nhất thiết phải giật giật bấm vô đúng lợi, giật 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 nhẹ nhàng thôi.
để gửi đi này. Đó, máy giờ sẽ đóng gói gọn lại để gửi đi nhé. Máy thì nó kèm theo phay lồng bừa, phay để mình xới đất, phay ruộng. Còn cái lồng của nó để bừa dụng nước. Tức là cái ruộng ủ nước rồi thì mình dùng cái lồng nhé, cho cái lồng vào đánh nhanh. Đó. Còn mọi người muốn tăng cái ví dụ như cái dây đây là tay số lùi này, tay ngang là tay số lùi nhá, tay dưới là tay chuyển hướng. Cái tay ngang này bóp khi bóp là phải bóp chặt vào nhá. Cái tay số lùi này, nếu mà mọi người bóp hờ thế này là nó mớm là nó không lùi đâu. Phải bóp chặt lại. Nếu mà hiện tượng nó không bóp vào mà nó không vào được hết thì mọi người hơi lắc cái máy cái. Rồi còn tay chuyển hướng đây. Còn tay số lùi này muốn tăng lên thì vặn con ốc đẩy ra ngoài này. Cái này cũng thế. Còn cái dây chuyển hướng này nó có chỗ tăng thêm ở đây này. Vặn hai con ốc rời xa nhau ra là nó căng dây ra cái là nó căng là tăng chuyển hướng lên. Nhưng mọi người lưu ý là khi tăng lên ấy thì khi tăng lên thì đừng tăng căng quá cái là bên này bánh này là không quay là coi như là kiểu mình bóp chuyển hướng rồi ấy là nó không hoạt động nữa đâu. Kể cả cái dây côn này cũng thế. Dây côn này thì khi mình tăng thì tăng vừa thôi. Khi tăng căng quá thì là mọi người chưa kịp vào số cái là nó chạy đi luôn ấy. Đó. Ok, giờ sẽ đóng gói để gửi đi này. Cảm ơn mọi người theo dõi nhé. Số điện thoại liên hệ là 0971 588 456.